chào các bạn. Tựa game của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một tựa game liên quan tới zombie với cái tên là Em ở Zombie, kiểu kỷ nguyên của zombie của thay ma. Thì hiện tại trên thị trường có khá là nhiều tựa game lấy thay ma làm đề tài để xây dựng. Đây, trò chơi này có rất là nhiều thể loại. Được cái là trò này không bắt buộc các bạn phải ăn lóc, có nghĩa là hết cửa này rồi đến cửa kia mà chúng ta có thể tùy chọn. Đấy, ngoài ra thì còn có chế độ chơi hai người nữa. Bây giờ mình sẽ chơi cái thứ hai nhá. Chế độ chơi hai người thì chúng ta sẽ cùng chơi trên một máy này, rồi cùng quân đội, cùng một team để giết địch. Đây, đây là trò chơi màn hình của chúng ta. Các bạn sẽ di chuyển bằng cách ở bên góc bên trái màn hình và bắn bằng cách chạm vào góc bên phải. Ngoài ra chúng ta có thể thả bom lớn khi mà có rất là nhiều zombie đến như thế này. Phía bên trái là lượng máu đạt được, nó sẽ giảm nếu mà các bạn bị đụng hoặc bị zombie giết. Đây, chết hết chúng mày đi. Ô, chết rồi à? Lượng zombie ra sẽ giảm, sẽ tăng dần và kiểu nó sẽ trừ dần theo cái thanh ở phía bên trên đi. Ví dụ bây giờ đã có kiểu 1700 rồi, còn hai mạng nữa. Ăn mạng, ăn súng. Khi mà chơi team thì chúng ta sẽ có sự kết hợp đồng đội hơn. Ví dụ là ở bên này giết con này, bên kia giết con kia thì dễ dàng thắng hơn là cho một mình. Tất nhiên cho một mình thì lượng dung nhiệm sẽ ít hơn rồi. Đấy, còn thả một nửa nữa mà mình vẫn còn thì chỉ còn có một mạng nữa thôi. Ở đây có khá là nhiều loại súng, nhưng mình chỉ thích dùng kiểu súng bom này thì giết một phát chết luôn. Còn súng ngắn thì nó chỉ bắn được một con đơ thôi ấy. Awesome. Âm nhạc cũng khá là kiểu hoành tráng, nghe kiểu âm mình tương tác với lý của nó cũng khá là tốt. Zombie nó sẽ ra ở những cái lỗ kia kìa. Đấy, thì trò chơi này là một trò mặc dù khá bạo lực nhưng mà rất đáng là chúng ta chơi, kiểu như là nó đơn giản này rồi con gái cũng có thể chơi được. Thế bao giờ chỉ có một ít nữa thôi. Quýt. Đây, mình sẽ thử tìm hiểu một số tính năng khác của game. Như là còn một kiểu chơi như kiểu chơi hot đi, kiểu giống như là chơi chính dịch ý. Đấy, trò này không phải unlock gì cả, các bạn có thể chơi tùy. Và kiểu chơi hai người cũng thế, đó là chúng ta có thể chọn tùy map. Đấy, rất là đơn giản thôi. Thực ra là trò này được cái là kiểu nhập vai zombie cũng là dễ thương, chibi dễ thương, cũng không kiểu kinh dị lắm nên là hoàn toàn có thể con gái chơi được. Thì vừa rồi là phần trải nghiệm của mình với Em ở Zombie. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của cái map.vn.